Hàng năm, màn ảnh Hoa ngữ có rất nhiều tác phẩm cổ trang được ra mắt, trong đó có rất nhiều dự án khủng. Có nguyên tác nổi tiếng, kinh phí đầu tư lớn và có sự góp mặt của những diễn viên lưu lượng hàng đầu của showbiz. Tuy nhiên cũng có những dự án cấp thấp, bị công chúng xếp vào hàng không có tiềm năng bạo, nhưng đến lúc lên sóng lại bất ngờ gây bão, được đón nhận và yêu thích nồng nhiệt. Những bộ phim như thế được gọi là hắc mã màn ảnh. Hãy cùng showbiz phim điểm qua loạt hắc mã màn ảnh nổi bật nhất trong những năm gần đây nhé! Thiếu niên ca hành. Thiếu niên ca hành lên sóng Youku vào nửa cuối tháng 12 năm 2022, cùng khoảng thời gian với Phù Đồ Duyên và Nguyệt Ca Hành, phát sóng trên iQIYI. So về nền tảng phát sóng, iQIYI thường được đánh giá tốt hơn về chất lượng hình ảnh, màu phim, bối cảnh và phục trang. So về lưu lượng diễn viên, Phù Đồ Duyên có Vương Hạc Đệ vừa làm mưa làm gió không lâu trước đó với Thương Lan Quyết. Nguyệt Ca Hành có Trương Bân Bân cũng đang rất được yêu thích sau Khu rừng nhỏ của hai người. Về chiến lược quảng bá, Phù Đồ Duyên và Nguyệt Ca Hành cũng rầm rộ hơn hẳn. Trong khi đó, Thiếu niên ca hành cứ lặng lẽ mà lên sóng với dàn diễn viên lưu lượng không cao cùng nhiều gương mặt mới. Tuy nhiên, chỉ trong vòng vài ngày sau khi chính thức phát sóng, Thiếu niên ca hành lại nhận được sự chú ý lớn từ khán giả. Kịch bản Thiếu niên xông pha giang hồ vừa hài hước vừa đầy sức trẻ, kết hợp với quyền đấu kịch tính, các cảnh võ thuật và kỹ xảo có đầu tư. Tương tác ăn ý của các diễn viên chính là những điểm sáng của Thiếu niên ca hành, đã khiến phim nổi bật lên hẳn giữa thị trường cổ trang ngôn tình với kịch bản tựa tựa nhau. Chuyện phim bắt đầu khi cậu thiếu niên hiệp khách tính tình trượng nghĩa nhưng suy nghĩ đơn giản Lôi Vô Kiệt, Ngao Thụy Bằng lên đường đến Tuyết Nguyệt Thành bái sư. Trên đường, chàng ta lạc đến khách điếm Tuyết Lạc Sơn Trang. Khi đang dừng chân dùng bữa tại đây, thấy một toán cướp hành động ngang tàng, Lôi Vô Kiệt nổi máu anh hùng, ra tay hành hiệp trượng nghĩa. Nào ngờ lần đánh cướp này lại khiến khách điếm hư hỏng nặng. Ông chủ của Tuyết Lạc Sơn Trang, Tiêu Sắt, Lý Hoành Nghị, vốn là Lục hoàng tử Bắc Ly đang sống ấn giật, quyết đòi bằng được tiền đền bù tổn thất. Không có đủ tiền, Lôi Vô Kiệt đành dẫn theo Tiêu Sắt đến Tuyết Nguyệt Thành cùng mình để lấy tiền. Trên đường đi, họ quen biết thêm những thiếu niên anh hùng khác, từ đó mở ra câu chuyện phiêu lưu giang hồ đầy thú vị, đồng thời cũng hé lộ những bí mật thân thế và lật dở lại những ân oán tình thù từ bao đời trước đầy kịch tính. Khanh Khanh Nhật Thường. Khanh Khanh Nhật Thường lên sóng cùng thời gian với Chiếc Bật Lửa và Váy Công Chúa và Định Luật 80-20 của tình yêu. Khác với hai bộ phim được marketing mạnh như ở trên, Khanh Khanh Nhật Thường được cải biên từ một tiểu thuyết không nổi tiếng. Trừ nam chính Bạch Kính Đình danh tiếng khá ổn ra, còn lại đều là những gương mặt mới hoặc chưa có tiếng tăm nổi bật. Là dự án chế tác nhỏ, nhiều người còn cho rằng Khanh Khanh Nhật Thường sẽ lặn không bỏ sóng. Thế mà chỉ trong vòng một tuần phát sóng, các chỉ số của Khanh Khanh Nhật Thường không ngừng tăng vọt, các chủ đề xoay quanh bộ phim được bàn luận sôi nổi trên khắp các diễn đàn và mạng xã hội. Lý do lớn nhất tạo nên sự thành công của Khanh Khanh Nhật Thường đến từ kịch bản điền văn đơn giản, hài hước theo cách duyên dáng mà không lố lăng, tuyến tình cảm phát triển tự nhiên. Các nhân vật từ chính đến phụ đều có đất thể hiện, đề tài tôn vinh phụ nữ và sự khác biệt của từng cá nhân, xen vào đó còn có các màn tranh đấu quyền mưu với mức độ căng thẳng vừa phải. Ngoài ra, màu phim tươi sáng, bối cảnh và phục trang đẹp mắt, nhan sắc diễn viên không xuất sắc nhưng hòa hợp với nhau cũng là những yếu tố giúp bộ phim ghi điểm trong mắt người xem. Bối cảnh Khanh Khanh Nhật Thường diễn ra ở một thời đại giả tưởng. Khi ấy, thiên hạ được chia làm chín xuyên, đứng đầu là Tân Xuyên. Để giữ tình giao hảo, mỗi đợt các thiếu chủ Tân Xuyên kén vợ, thiếu nữ từ 8 xuyên còn lại sẽ được tuyển chọn rồi gả đến. Lý Vi, Điền Hi Vi, xuất thân từ Tế Xuyên có truyền thống một vợ một chồng, vợ chồng tôn trọng nhau nên không muốn phải làm dâu ở nơi trọng nam khinh nữ như Tân Xuyên. Đáng tiếc, dù nỗ lực làm xấu bản thân cách mấy, nàng vẫn bị chọn gả cho Lục thiếu chủ Doãn Tranh, Bạch Kính Đình. Doãn Tranh tài mạo song toàn, trong lòng có tham vọng nhưng lại không được trọng dụng. Vì vậy mà bao năm qua, chàng vẫn luôn ẩn nhẫn chờ thời cơ. Lý Vi và Doãn Tranh lấy nhau ban đầu chỉ vì làm tròn bổn phận với hai bên quê hương, nhưng lâu dần lại nảy sinh tình cảm. Mà Lý Vi ở nơi cung cấm cũng kết thân được với không ít tỷ muội thân thiết. Bộ phim dẫn dắt khán giả đi từ chuyện bữa cơm hàng ngày, chuyện tình thân, tình yêu rồi đến quốc gia đại sự. Qua những lần gặp gỡ rồi lại biệt ly để từng bước tháo gỡ những nút thắt trong cốt truyện và những khúc mắc trong lòng các nhân vật. Đường Chiều Quỷ Sự Lục. Đường Chiều Quỷ Sự Lục là một bộ phim cổ trang trinh thám song nam chủ do iQIYI sản xuất. Cũng như nhiều phim khác trong danh sách này, Đường Chiều Quỷ Sự Lục không có diễn viên lưu lượng. Thậm chí nam chính Dương Húc Văn còn là một cái tên từng vướng phải nhiều lùm xùm đời tư, bị khán giả tẩy chay mạnh mẽ. Bất chấp những điều đó, tác phẩm sau khi được trình làng vẫn đạt được sự quan tâm và đón nhận nồng nhiệt từ công chúng. iQIYI đã chọn đổ tiền đầu tư vào khâu kịch bản và chất lượng hình ảnh, kỹ xảo, giúp tăng độ mãn nhãn và thuyết phục cho bộ phim. Hơn nữa,
Dàn diễn viên tuy kém tiếng nhưng đều có diễn xuất chắc tay, nhờ vậy mà các nhân vật trong phim như hiện lên sống động trước mắt người xem. Sau khi phim kết thúc, nhiều khán giả liên tục bày tỏ mong muốn được xem tiếp các câu chuyện phá án trong phim. Đáp lại tình cảm ấy, nhà sản xuất đã công bố sẽ tiếp tục cho ra mắt phần 2 với dàn diễn viên được giữ nguyên. Đường Chiều Quỷ Sự Lục kể về một chuỗi 9 vụ án kỳ bí, nhuốm màu sắc quỷ dị xảy ra dưới bối cảnh thời nhà Đường. Kim Ngô Vệ Trung tướng Lưu Lăng Phong, Dương Húc Văn, phụng mệnh điều tra án, vô tình chạm mặt với đối thủ nặng ký Tô Vô Danh, Dương Chí Cương, là đệ tử cuối cùng của Địch Nhân Kiệt. Hai người bắt tay để phá giải loạt kỳ án ở Trường An, từ đó vén màn sự thật một âm mưu khác to lớn hơn. Thương Lan Quyết. Trước khi Thương Lan Quyết lên sóng, khán giả không đặt nhiều kỳ vọng vào tác phẩm này. Bởi cả hai diễn viên chính là Vương Hạc Đệ và Ngô Thư Hân đều không được đánh giá cao về mặt diễn xuất. Vương Hạc Đệ lại còn từng lọt top những nam diễn viên có tạo hình cổ trang xấu nhất khi đóng chính trong Ngộ Long. Dù vậy, nguyên tắc ma tôn của Cửu Lộ Phi Hương vốn là một tiểu thuyết ăn khách. Thêm vào đó, các trailer và poster được IKI tung trước khi chiếu phim cũng cho thấy độ đầu tư về mặt hình ảnh, thế nên nhiều khán giả vẫn tò mò xem thử Thương Lan Quyết. Kết quả, bộ phim nhanh chóng đánh gục khán giả nhờ các diễn biến hài hước, nội dung cải biên phù hợp thị hiếu khán giả. Bối cảnh, kỹ xảo, tạo hình và phục trang đẹp mắt cùng phản ứng hóa học bùng nổ giữa hai diễn viên chính. Dù cho kỹ năng diễn xuất của Vương Hạc Đệ và Ngô Thư Hân không tiến bộ vượt bậc so với trước kia là bao, nhưng thiết lập nhân vật hay và tạo hình đẹp cũng giúp diễn xuất của hai diễn viên tốt hơn rất hơn. Thương Lan Quyết còn giúp Vương Hạc Đệ và Ngô Thư Hân trở thành những lưu lượng hàng đầu của showbiz thế hệ 95. Cốt truyện Thương Lan Quyết xoay quanh mối tình ngang trái của tiên nữ cấp thấp Hoa Lan Nhỏ, Ngô Thư Hân và đại ma đầu ma giới Đông Phương Thanh Thương, Vương Hạc Đệ. Trong một lần tình cờ, Hoa Lan Nhỏ vô tình giải trừ phong ấn của Đông Phương Thanh Thương, đánh thức hắn khỏi giấc ngủ ngàn năm. Nhưng đồng thời, Đông Phương Thanh Thương cũng bị trúng chú đồng tâm, khiến cho mọi cảm nhận cả thể xác lẫn tâm hồn của Hoa Lan Nhỏ đều truyền đến hắn. Bất đắc dĩ, Đông Phương Thanh Thương đành phải đối xử tốt với Hoa Lan Nhỏ. Trải qua tháng ngày bên nhau, tên đại ma đầu dần bị cảm hóa bởi sự thiện lương của tiểu tiên nữ. Nhưng hai tộc tiên ma vốn có mối thù kéo dài ngàn đời, mà thân phận thật của Hoa Lan Nhỏ lại là thần nữ Phách Tâm tộc, cũng chính là tộc tiên đã bị Đông Phương Thanh Thương ra tay tận diệt ngàn năm trước. Vượt qua muôn trùng khó khăn, Hoa Lan Nhỏ và Nguyệt Tôn cuối cùng cũng về bên nhau và sống hạnh phúc mãi mãi. Trúc Khanh Hảo. Trước Trúc Khanh Hảo, Viên Băng Niên đã từng nhận được nhiều chú ý nhờ vai Chử Toàn Cơ trong Lưu Ly. Thế nhưng suốt một năm sau đó, cô nàng lại không có tác phẩm nào nổi bật để duy trì nhiệt độ. Nam chính Trịnh Nghiệp Thành không hẳn là sao vô danh, nhưng danh tiếng của anh cũng không quá nổi trội. Thời điểm lên sóng, Trúc Khanh Hảo còn đụng độ với Ngự Giao Ký, dự án cấp S với hai diễn viên chính là Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân. Vậy mà chỉ sau vài ngày phát sóng, Trúc Khanh Hảo lại khuấy động mọi bảng xếp hạng, trở thành bộ phim Hoa ngữ hot nhất tháng. Nội dung đơn giản, thời lượng ngắn gọn dễ theo dõi, thiết lập nữ chính mới mẻ cùng tương tác tình cảm ngọt hơn mật của cặp đôi chính là những yếu tố giúp phim ghi điểm trong lòng công chúng. Trúc Khanh Hảo được cải biên từ tiểu thuyết Đại Nhân Cẩm Y Vệ Của Ta của tác giả Y Nhân Khuê Khuê. Kể về nàng quận chúa Lưu Linh, Viên Băng Nghiên, có nhan sắc quyến rũ động lòng người nhưng tính tình bướng bỉnh, ngang ngược, bá đạo khác hẳn vẻ ngoài. Nàng vô tình gặp được Cẩm Y Vệ Thẩm Yến, Trịnh Nghiệp Thành, lạnh lùng, nghiêm túc. Tò mò trước nam nhân ấy, Lưu Linh quyết định thử theo đuổi và dụ dỗ Thẩm Yến. Thế là một câu chuyện cọc đi tìm châu đầy hài hước bắt đầu. Ngự Tứ Tiểu Ngỗ Tác. Ngự Tứ Tiểu Ngỗ Tác được mệnh danh là đệ nhất hắc mã trong làng phim cổ trang Trung những năm gần đây. Những bộ phim còn lại trong danh sách tuy sở hữu dàn cast có độ nhận diện thấp, nhưng không đến nỗi hoàn toàn vô danh. Riêng Ngự Tứ Tiểu Ngỗ Tác lại tập hợp những gương mặt hoàn toàn mới, chưa từng có tác phẩm hay vai diễn nào để lại dấu ấn. Bởi thế, nền tảng Tencent không đầu tư nhiều vào khâu chế tác lẫn quảng bá tác phẩm này. Nhưng sau khi phát sóng, Ngự Tứ Tiểu Ngỗ Tác bất ngờ nghịch thiên cải mệnh, nhận được sự quan tâm từ đông đảo khán giả, lượt xem lên đến hơn chục triệu chỉ sau vài ngày công chiếu. Trên thực tế, dù là dự án kinh phí thấp nhưng phần kịch bản của Ngự Tứ Tiểu Ngỗ Tác không hề sơ sài mà được xây dựng rất chặt chẽ. Các tình tiết không lan man, lòng vòng mà dồn dập, đánh đúng trọng tâm, các vụ án không quá hóc búa nhưng vẫn duy trì được tính ly kỳ, bí ẩn cần có. Các diễn viên tuy không có tên tuổi nhưng diễn xuất tròn vai, phần thiết lập nhân vật cũng rất được lòng khán giả. Yếu tố tình cảm nhẹ nhàng, tương tác giữa các diễn viên ăn ý cũng góp phần không nhỏ vào thành công của Ngự Tứ Tiểu Ngỗ Tác. Lấy bối cảnh thời Đường, chuyện phim bắt đầu khi thiếu nữ tên Sở Sở, Tô Hiểu Đồng, lén gia đình lên kinh thành tham gia cuộc thi tuyển chọn ngỗ tác, pháp y. Nàng gặp được An Quận Vương Tiêu Cẩn Du, Vương Tử Kỳ, người đứng đầu tam pháp ti và có tài năng suy luận, phá án siêu phàm.
Sở Sở nể phục Tiêu Cẩn Du nên muốn ở lại cùng chàng phá án, mà Tiêu Cẩn Du cũng quý trọng tài năng của Sở Sở nên đồng ý giữ nàng lại. Trải qua chuỗi vụ án tưởng không liên quan nhưng lại liên quan không tưởng, hai người họ dần khám phá ra những góc khuất bí mật về thân phận bản thân, cũng thành công hóa giải vụ án bí ẩn liên quan đến triều đình từ hơn 18 năm trước. Đồng hành với họ còn có những bằng hữu vừa tài giỏi, chính trực cũng không kém phần hài hước là Cảnh Dực, Dương Đình Đông, Lãnh Nguyệt, Triệu Nghiêu Kha và Tiêu Cẩn Ly, Vương Ngạn Hầm. Sơn Hà Lệnh. Khi mới công bố dự án, Sơn Hà Lệnh vấp phải nhiều phản đối bởi công chúng cho rằng bộ phim ăn theo Trần Tình Lệ. Sau khi Sơn Hà Lệnh lên sóng, những đoạn cắt của phim được lan truyền với tốc độ chóng mặt, dân tình bắt đầu kéo nhau đi xem và dành nhiều lời khen cho tác phẩm. Trong đó, Cung Tuấn là người nhận được nhiều đánh giá tích cực nhất nhờ vẻ ngoài điển trai, hợp với tạo hình cổ trang, biểu cảm ấn tượng, thể hiện được hai thái cực trái ngược của nhân vật và các cảnh hành động đẹp mắt. Ngoài Cung Tuấn, Sơn Hà Lệnh còn thành công lăng xê cho nam chính thứ hai là Trương Chiết Hạn và cô nàng nữ phụ Châu Dã. Nhờ thành công của bộ phim, các diễn viên này một bước tiến vào hàng lưu lượng top đầu, nhận về hàng loạt hợp đồng có giá trị cao hơn trước. Đáng tiếc, Trương Chiết Hạn sau đó không lâu lại vướng vào lùm xùm liên quan đến chính trị và bị phong sát. Sơn Hà Lệnh được cải biên từ tiểu thuyết Đam Mỹ Thiên Nhai Khách của tác giả nổi tiếng Brist. Nội dung xoay quanh Chu Tử Thư, Trương Chiết Hạn, thủ lĩnh Thiên Song và Ôn Khách Hành, Cung Tuấn, cốc chủ Quỷ Cốc. Hai người họ vô tình quen biết nhau trên hành trình hành tẩu giang hồ. Bởi có cùng mục đích được sống cuộc đời tự do tự tại bình thường của phàm nhân, họ chọn đồng hành cùng nhau. Trải qua nhiều biến cố và những tranh đấu trốn giang hồ, họ từ hai kẻ xa lạ dần thấu hiểu nhau, cuối cùng trở thành tri kỷ, gắn bó không rời. Cẩm Y Chi Hạ. Đầu năm 2020, màn ảnh Hoa Ngữ bất ngờ đón chào Hắc Mã mang tên Cẩm Y Chi Hạ. Đây cũng chính là tác phẩm đã đưa Nhậm Gia Luân lên hàng đỉnh cấp lưu lượng, trở thành nam thần của biết bao thiếu nữ. Trước Cẩm Y Chi Hạ, Nhậm Gia Luân chỉ là một cái tên mờ nhạt, không được mấy ai chú ý. Đàm Tùng Vận tuy có danh tiếng từ phim Thanh Xuân Điều Tuyệt Vời Nhất của chúng ta, nhưng ngoại trừ diễn xuất được đánh giá cao ra thì lưu lượng của cô nàng cũng chỉ thuộc hàng trung bình, không quá nổi bật. Bản thân bộ phim Cẩm Y Chi Hạ cũng không phải một dự án được đầu tư chỉn chu. Kỹ xảo được chấp ghép sơ sài, phông nền giả chân, thường để lộ sạn vì khâu hậu kỳ không được chăm chút. May mắn là Cẩm Y Chi Hạ có phần kịch bản trinh thám hấp dẫn, yếu tố tình cảm vừa đủ đơn giản nhưng sâu sắc. Phục trang đẹp mắt, diễn xuất dàn diễn viên tròn vai, phản ứng hóa học giữa nam nữ chính tốt. Nhờ vậy mà khán giả có thể bỏ qua sự tệ hại của khâu hậu kỳ và hiệu ứng kỹ xảo để ủng hộ phim, biến tác phẩm trở thành một trong những cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của hai diễn viên chính và của đạo diễn Doãn Đào. Cẩm Y Chi Hạ kể về câu chuyện tình yêu xen lẫn những âm mưu và ân oán tình thù giữa hai gia tộc của nữ bộ khoái Viên Kim Hạ, Đàm Tùng Vận và Cẩm Y Vệ Lục Dịch, Nhậm Gia Luân. Mối nhân duyên giữa hai người họ bắt đầu từ một vụ án, bất đồng vì chuyện phá án, cũng thấu hiểu và nảy sinh tình cảm với nhau nhờ cùng chung tay điều tra án. Vượt qua muôn vàn khó khăn cách trở, cuối cùng họ cũng buông bỏ được mối huyết thù gia tộc, dũng cảm nắm tay nhau đến bạc đầu giai lão. Tam Sinh Tam Thế, Thần Tịch Duyên. Giống với trường hợp của Sơn Hà Lệnh, khi mới công bố dự án, Thần Tịch Duyên nhận về nhiều ý kiến tiêu cực, cho rằng tác phẩm đạo nhái, ăn theo sự nổi tiếng của Tam Sinh Tam Thế, Thập Lý Đào Hoa. Phản ứng của khán giả không hề khó hiểu, bởi Thần Tịch Duyên là một câu chuyện riêng biệt, không chuyển thể từ bất cứ quyển nào trong hệ liệt Tam Sinh Tam Thế của Đường Thất Công Tử, nhưng lại ngang nhiên đặt cụm Tam Sinh Tam Thế vào tựa phim, dễ khiến người khác nhầm tưởng đây là một phần của hệ liệt. Ngoài vấn đề này ra thì danh tiếng của hai diễn viên Trương Chấn và Nghiên Nhi không hề tệ. Thậm chí, so với các lưu lượng tiểu hoa tiểu sinh, tên tuổi của hai diễn viên ở thời điểm ấy đã ở một đẳng cấp khác cao hơn hẳn. Nhưng vì lĩnh vực hoạt động của họ là điện ảnh nên việc họ chuyển sang đóng phim truyền hình cổ trang thần tượng với khán giả vẫn là một điều khá lạ lẫm. Bên cạnh đó, tạo hình của Trương Chấn khi mới được tung ra không được lòng các mọt phim huyền huyễn. Tất nhiên, cũng giống với các trường hợp trên, Thần Tịch Duyên lên sóng thì cũng nhận về cơn mưa lời khen từ công chúng. Thần Tịch Duyên có bối cảnh trong cùng vũ trụ Tam Sinh Tam Thế nhưng kể về những nhân vật hoàn toàn mới, không có mối liên kết sâu sắc hay chặt chẽ với các nhân vật của Đường Thất Công Tử. Nữ chính của phim là một thiếu nữ tên Linh Tịch, Nghiên Nhi, trời sinh mang sát khí có thể mở phong ấn giải thoát ma thần gây họa cho chúng sinh. Trong một lần đi lạc, nàng vô tình đánh thức chiến thần Cửu Thần, Trương Chấn, người đang rơi vào trạng thái ngủ say sau cuộc chiến với ma thần từ vạn năm trước. Qua thời gian chung sống, hai người dần nảy sinh tình cảm. Nhưng rồi Cửu Thần phát hiện ra sát khí mà Linh Tịch đang mang trong người. Từ đây, vận mệnh hai người trải qua muôn trùng trắc trở khi phải lựa chọn giữa tình yêu và chúng sinh. Đại Tống Thiếu Niên Chí, phần 1. Đại Tống Thiếu Niên Chí cũng là một cái tên nổi bật trong số các Hắc Mã.
dàn diễn viên của phim khi ấy đều là những cái tên có danh tiếng trung bình, không chìm không nổi, nhưng bù lại, đa số họ đều từng được công nhận về diễn xuất. Nhờ vậy mà dù bị đẩy lên sóng một cách bất ngờ, không được quảng bá tử tế, bộ phim vẫn thu hút được sự quan tâm lớn từ dư luận. Bên cạnh dàn diễn viên có thực lực, các yếu tố khác của phim cũng được đánh giá cao. Đó là kịch bản logic và hấp dẫn, các tình tiết vừa hài hước vừa kịch tính, tương tác giữa các diễn viên tự nhiên, các cảnh hành động đẹp mắt, tuyến tình cảm đáng yêu. Nội dung phim xoay quanh một nhóm thiếu niên cùng bắt tay nhau bảo vệ sự yên bình của Bắc Tống trong bối cảnh chiến tranh Bắc Tống, Tây Hạ thời Khánh Lịch. Nhóm thiếu niên này được quy tụ về một nơi để tiếp nhận đào tạo chuyên nghiệp về mọi mặt. Tuy thời gian đầu, mỗi người một cá tính khi sống và học tập cùng nhau đã gây ra không ít chuyện dở khóc dở cười. Nhưng trải qua nhiều thử thách, họ dần học được cách hòa hợp và thấu hiểu nhau hơn, từ đó đoàn kết cùng nhau bảo vệ Giang Sơn xã tắc. Có thể thấy rằng đối với công chúng, những yếu tố quan trọng nhất của một bộ phim không phải là độ nổi tiếng của diễn viên hay mức đầu tư quảng bá, mà đó là chất lượng kịch bản cũng như diễn xuất và độ ăn ý của dàn diễn viên. Những yếu tố hậu kỳ chỉnh sửa, kỹ xảo, phục trang và bối cảnh cũng quan trọng, nhưng chỉ cần kịch bản chặt chẽ, hợp tình hợp lý, có thông điệp rõ ràng và các diễn viên diễn xuất tròn vai, phối hợp ăn ý thì công chúng vẫn sẵn sàng đón nhận và đánh giá cao tác phẩm. Mình đã xem hết tất cả những phim vừa kể trên và mình chắc chắn với các bạn rằng cả 10 bộ này đều vô cùng hay và cuốn hút, nhất định sẽ khiến các bạn thích thú khi xem phim. Bạn đã xem được những bộ phim nào trong danh sách ở trên? Bạn cảm thấy bộ phim ấy như thế nào? Hãy chia sẻ với mọi người ở dưới phần bình luận nhé! Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp nhé! See you!